Thật là vui mừng khi được gặp lại các bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới các bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để theo dõi những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, hân hoan đón xuân mới, được thần tài độ mệnh, trúng số liên tiếp, đổi đời cực giàu có. Quý vị thân mến, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh khác nhau, có người sinh ra đã an nhàn, sung sướng trăm bề, ở biệt thự đi xe sang, có kẻ hầu người hạ, thế nhưng ngược lại cũng có những cảnh đời thê lương vô cùng, làm mãi chẳng đủ ăn. Phải tha phương cầu thực lập nghiệp, nhưng tay trắng vẫn hoàn trắng tay, đọa đày khổ cực vô cùng, âu đó cũng là số phận của mỗi người. Trong cuộc đời này và có lẽ ngày mai ra sao chỉ có ông trời mới thấu rõ tận tình, cũng chính vì vậy mà ngày nay người ta mới tìm đến tử vi và phong thủy để đoán định tương lai, đón lành tránh dữ, mang may mắn và bình an đến với gia đình và người thân của mình. Theo tiết lộ mới nhất của các bậc thầy tử vi và chiêm tinh học, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có cuộc đời cơ cực, vất vả khi còn trẻ, nhưng với tính tình hiền lành quang minh lỗi lạc và giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người, nên đến trung vận và hậu vận được thần Phật độ trì, thần tài hộ mệnh mà chúng lớn giàu to, gia đạo yên ấm. Đặc biệt, nếu bản mệnh chú ý 3 điều mà Minh Đường Tử Vi chia sẻ ngay sau đây, đảm bảo sẽ lội ngược dòng gặp thời phất lên, có tiền có quyền, đổi đời giàu nhất vùng. Vậy vận trình tử vi chi tiết của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 1 âm lịch sẽ ra sao? May mắn nào sẽ đến với bản mệnh trong thời gian tới? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Quý cô bác tuổi Ất Tỵ thân mến, nhiều người cảm thấy sợ hãi khi tuổi già ập đến. Sợ ở đây không phải ở vấn đề tuổi tác, mà là sợ bản thân bất lực trước cuộc sống, sợ rằng đến tuổi già sẽ không thể sống hạnh phúc vui vẻ. Một người khi đến tuổi già, nếu vẫn còn có thể vợ chồng ân ái, con cái hiếu thuận, hàng xóm vui vẻ, thì thường được coi là người có phúc khí, con người nếu muốn tuổi già không phải muộn phiền lo lắng. Mấu chốt nằm ở ba từ này, tĩnh, thiện, đạm, chỉ khi nào con người có được tâm hồn thanh thản, bình yên, thì mới thấu suốt được lẽ sống và tìm ra hướng đi của hạnh phúc, nhất là sau khi về già. Thể lực và tinh thần suy giảm, làm việc chỉ hơi rối loạn liền dễ dàng phạm sai lầm, chỉ có thời khắc khắc giữ được đầu óc thanh tịnh, mới không làm ra những chuyện hồ đồ để rồi phải hối hận. Những người trẻ thường sẽ dễ mắc phải những sai lầm lúc bốc đồng, còn người già lại dễ mắc sai lầm lúc sốt ruột. Người cao tuổi nếu gặp chuyện lại không thể bình tĩnh, chỉ một vấn đề nhỏ liền phát hỏa, thì không chỉ không phân rõ được đúng sai, mà còn dễ dàng mang đến tổn thương cho thân thể. Như câu nói, tĩnh tâm sinh trí tuệ, người già nếu làm được chữ tĩnh này phúc khí cũng sẽ theo sau. Thiện, người xưa có câu, người làm việc thiện, phúc tuy chưa tới, họa đã rời xa. Người làm việc ác, họa tuy chưa tới, phúc đã rời xa. Một số người chấp nhận rủi ro để làm việc xấu vì lợi nhuận, sau cùng thế nào cũng sẽ bị bại lộ, tai họa ập đến. Còn khi làm việc thiện dù không được biết đến nhưng hành động tốt sẽ được đền đáp bằng phước lành. Đặc biệt là lúc tuổi già, một người nếu luôn giữ được thiện niệm, phó xuất vì người khác, trợ giúp càng nhiều nhân duyên càng tốt đẹp, nội tâm càng hạnh phúc. Chúng ta khi làm việc thiện tất nhiên không phải để được người khác biết ơn, nhưng nó có thể khiến chúng ta cảm thấy thanh thản trong khi hưởng phước, cũng khiến cho chúng ta trở thành người cao quý, được mọi người tôn trọng. Đạm, con người thường không cam tâm sống cuộc sống giản dị khi còn trẻ, ai ai cũng muốn theo đuổi công danh sự nghiệp, cạnh tranh náo nhiệt. Thực ra, chỉ khi về già mới biết đó chỉ là danh vọng trôi qua, càng bị ám ảnh bởi danh lợi thì càng đau khổ khi sống một mình. Nỗi đau nằm ở việc so sánh với người khác, rơi vào những xung đột lợi ích bất tận. Chỉ khi một người có thể từ bỏ lòng tham bên trong của mình, anh ta mới có thể có được sự nhẹ nhõm thực sự, hài lòng với thực tế của cuộc sống. Thăng trầm nửa đời người, về già bình đạm mới là cuộc sống.
Khi chúng ta già đi, nếu có thể sống cuộc sống bình đạm, tận hưởng những niềm vui tầm thường, đó mới là hạnh phúc thực sự của nhân sinh. Chúng ta sinh ra để trở thành một bản thân tốt nhất, không phải để tìm cách hơn thua với đời. Tĩnh lặng lương thiện và bình thản đây mới là hạnh phúc đích thực của đời người, cũng là cảnh giới cao thượng của người khôn ngoan. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tỵ là con giáp khôn ngoan, thông thái, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Sự mềm dẻo là đặc điểm nổi bật của tất cả các loài rắn. Và điều này cũng đúng với người sinh năm Tỵ, đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công. Cũng giống như rắn, thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp, người tuổi Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời tiết ấm áp. Tuổi Tỵ sinh vào giữa trưa của một ngày hè nóng bỏng, thường hạnh phúc hơn người sinh vào nửa đêm của một ngày đông lạnh giá. Người xưa cho rằng tuổi Tỵ sinh vào một ngày bão tố có thể gặp khó khăn nguy hiểm suốt cuộc đời. Tỵ là con giáp khôn ngoan nhất, thông thái nhất, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Người sinh năm Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học. Họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch, chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Tỵ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng không phải loại người hay lo. Họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm, họ khát khao học hỏi, và điều này khiến cho tính cách người tuổi Tỵ vô cùng phức tạp. Điều họ quan tâm liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt. Kỹ năng giao tiếp của người tuổi Tỵ rất tốt, họ tuyệt vời trong ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói gay gắt. Bên cạnh đó, họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ. Con giáp này thích những cuộc chuyện trò thú vị, nhưng rất ghét những chuyện vô bổ phù phiếm. Hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại, thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay. Bạn đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu với con giáp này về những đề tài nhàm chán. Chẳng hạn như thời tiết, họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới, khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Tuy sẵn lòng chia sẻ kiến thức, nhưng tuổi Tỵ không thích tiết lộ suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất cứ ai. Họ thường giữ kín bí mật cuộc sống riêng, nguyên nhân một phần là do sự thiếu lòng tin ở những người khác. Rắn rất giỏi chờ đợi, chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm, kiên nhẫn quan sát con mồi, rồi khi thời cơ tới, chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, nếu người tuổi Tỵ không bằng lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Rồi một ngày, khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất, họ sẽ tấn công trở lại không chút thương xót. Không một con giáp nào khác có thể kiên nhẫn như Tỵ, tốt nhất là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Người sinh năm Tỵ cũng rất bền bỉ, họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu, bất kể điều đó khó khăn tới mức nào, hết sức kiên định trong mọi việc. Tuổi Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của Tỵ vượt trội so với tư duy logic, họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc, chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác, họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Tuổi Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng. Bản tính cứng đầu và thói quen từ chối những lời góp ý có tính xây dựng khiến người tuổi Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, con giáp này lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tuổi Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Người sinh năm Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Người ta có thể gặp rất nhiều nữ tuổi Tỵ trong giới thời trang cao cấp nhờ vẻ đẹp huyền thoại của họ. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng. Tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời, giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình, không bị ai chi phối. Trong bất cứ công việc gì, Tỵ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí cả sức lực thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, tuổi Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ, nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ tinh tế với vai trò trung gian hòa giải. Họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Trong kinh doanh, tuổi Tỵ rất thông minh, biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay, hành động chớp nhoáng khi thời cơ chín mùi. Người sinh năm Tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống trong sung túc, mọi thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ. Hoạt động yêu thích, trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để nghe nhạc,
Đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp, con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai. Nghề nghiệp phù hợp: triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàn, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ, thiết kế nội thất, quan hệ công chúng. Nam và nữ tuổi Tỵ đều có ngoại hình đẹp và chăm chút tạo dựng hình ảnh của mình. Họ có gu thẩm mỹ cao trong ăn mặc, vốn tính cẩn thận. Người tuổi Tỵ khá kén chọn khi tìm bạn đời và chỉ chấp nhận những lựa chọn tối ưu. Con giáp này thường bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và cách ứng xử tinh tế của đối tượng. Khi đã ưng ai đó, họ sẽ là tất cả để chiếm được trái tim người trong mơ. Trong tình yêu, người tuổi Tỵ thường cảm thấy bất an và có xu hướng là người tình thích sở hữu và hết sức ghen tuông. Kể cả khi đã bước ra khỏi mối quan hệ nào đó, mong muốn sở hữu vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên cuộc đời của con giáp này. Hành động của họ có thể khiến bạn đời hay người yêu phải xa lánh. Tuy vậy, tuổi Tỵ vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt, khó cưỡng và là một người bạn tình hào phóng, tràn đầy yêu thương. Bạn đời tốt nhất cho tuổi Tỵ là người cho họ tự do, nhưng cũng khiến họ cảm thấy được an toàn và ngưỡng mộ. Do không hướng ngoại, thiếu cởi mở, nên người sinh năm Tỵ thường không có nhiều bạn. Bạn bè có được thường sẽ là cả đời. Tuổi Tỵ rất quan tâm tới bạn bè, nhưng họ sẽ vô cùng tức giận và nhanh chóng lùi lại nếu nghi ngờ ai đó đã lợi dụng lòng tin của mình hoặc làm tổn thương người thân của mình. Bị từ chối hay bỏ rơi là điều khủng khiếp nhất đối với bản ngã tinh tế của tuổi Tỵ. Họ cần được đón nhận, chào mừng, chấp thuận bởi những người mình gặp. Người sinh năm Tỵ khá chặt chẽ về tiền bạc, nhưng lại hào phóng với bạn bè và gia đình. Con giáp này không mấy khi cho ai vay tiền, nhưng sự cảm thông với người khác lại dễ dàng khiến họ ra tay giúp đỡ. Tuy rằng sự giúp đỡ này mang tính tinh thần nhiều hơn là vật chất. Một đặc điểm chết người trong cá tính của tuổi Tỵ là xu hướng quá đà trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở vì sự giúp đỡ này. Đôi khi người sinh năm Tỵ có thể trở nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngần hy sinh người khác vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ hoặc quên những việc làm họ không hài lòng. Nếu bạn đâm vào lưng người tuổi Tỵ một nhát, thì nhiều khả năng chuyện này sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù, vì Tỵ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Người sinh năm Tỵ thường là những bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan trong vai trò làm cha mẹ. Họ tìm cách hiểu quan điểm của con và biết giữ bí mật tuyệt đối những điều mà con chia sẻ. Trong tủ sách của họ sẽ luôn có chỗ cho các cuốn sách tự hoàn thiện bản thân, sách về triết học, khoa học thần bí và tôn giáo. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, vận trình của người tuổi Ất Tỵ trong tháng Bính Dần này biến động khá mạnh, thăng trầm khó đoán, cần hết sức lưu ý để có sự chuẩn bị tốt nhất do chịu sức ép của cục diện thái tuế tương hại. Những chú rắn rất dễ vướng vào tranh chấp hoặc rắc rối thị phi gây hao tổn cả tinh thần và tiền bạc. Mới là đầu năm, nhưng công việc của bạn đang trong giai đoạn thử thách, phải đối mặt với nhiều trở ngại, lại thêm sự xuất hiện của thiên quan, là điềm báo tiểu nhân vận khá vượng, cạnh tranh tăng lên, cạm bẫy đầy rẫy, bạn cần chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng bất chắc. Tuy nhiên, trong hung tàng cát, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm cả hai cát tinh thiên đức, thiên vu nâng đỡ, nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi. Lúc nguy cấp được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh, do đó, dù trở lực lớn đến đâu cũng đừng vì thế mà nản lòng, việc gì rồi cũng có cách giải quyết, chớ bao giờ nóng vội. Công việc nhiều trắc trở cũng ảnh hưởng một phần đến tài lộc của con giáp này. Trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, thu nhập chủ yếu dựa vào chính tài, còn thứ tài khá ảm đạm, không có nhiều cơ hội kiếm tiền, các khoản chi tiêu trong tháng vẫn gia tăng, cần có kế hoạch tài chính cụ thể tránh hao tài. May mắn là chuyện tình cảm của người tuổi Ất Tỵ tiến triển theo chiều hướng tích cực trong tháng 1 năm 2024 âm lịch này. Các mối quan hệ hài hòa, mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái sớm được hóa giải. Người độc thân được mai mối, giới thiệu nhân duyên tốt, hứa hẹn trải nghiệm bất ngờ. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 tháng 1 âm lịch. Trong tháng 1 năm 2024 âm lịch, cục diện dần Tỵ tương hại gây không ít sóng gió cho đường công danh của người tuổi Ất Tỵ. Bạn trở nên nóng tính, có những suy nghĩ mang tính cực đoan nên rất dễ vướng vào tranh chấp hoặc rắc rối thị phi gây hao tổn cả tinh thần và tiền bạc. Mới là đầu năm, nhưng công việc của bạn đang trong giai đoạn thử thách,
đương đầu với không ít trở ngại, lại thêm sự xuất hiện của thiên quan, là điềm báo tiểu nhân vận khá vượng, cạm bẫy đầy rẫy. Lời khuyên là hãy chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng những rắc rối vốn có thể tránh được. Cạnh tranh trong tháng không thể thiếu, những bất đồng trong quan điểm, cách nhìn nhận công việc càng khiến việc hợp tác làm việc chung trở nên khó khăn hơn. Tuổi Ất Tỵ cần luôn cố gắng dĩ hòa vi quý, thái độ khiêm nhường, đừng để những cảm xúc bốc đồng che mờ lý trí mà gây mâu thuẫn ở nơi công sở kẻo bị tiểu nhân đố kỵ. Họa thị phi cũng sinh ra từ đó, ngăn cản bước đường tiến thân. Tuy nhiên, trong hung tàng cát, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm cả hai cát tinh thiên đức, thiên vu nâng đỡ, nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi, lúc nguy cấp được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh. Thậm chí nếu làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của bạn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, rất có lợi cho đường tiến thân sau này của bạn. Do đó, dù trở lực lớn đến đâu cũng đừng vì thế mà nản lòng, việc gì rồi cũng có cách giải quyết, chớ bao giờ nóng vội. Ngoài ra, những chú rắn cũng đừng trông chờ quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác. Mọi việc tự lực cánh sinh sẽ đảm bảo kết quả chắc chắn hơn. Bạn càng thể hiện được sự chủ động và độc lập của mình thì khả năng thành công lại càng cao. Xét phương diện tài lộc, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 tháng 1 âm lịch. Xem tử vi năm 2024 của 12 con giáp nhận thấy, trong thánh bính dần của năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Ất Tỵ chịu nhiều ảnh hưởng của cục diện tương hại, nên tinh thần có phần dễ bị kích động, khó giữ được bình tĩnh và sáng suốt. Điều này sẽ tác động trực tiếp lên vận trình tài lộc của con giáp này. Bạn có thể mất tiền vào những sự cố liên quan đến công việc như đền bù sai sót, nộp phạt, đưa ra quyết định sai lầm. Chính vì vậy, bạn nhớ để ý tới các con số trong hợp đồng, kiểm tra kỹ càng trước khi đặt bút ký, tránh sai sót nếu không bạn phải bỏ tiền túi ra đền bù. Người làm kinh doanh cũng cần hết sức đề phòng trước những lời mời đầu tư với mức lợi nhuận béo bở. Thiên quan là hung thần liên quan tới tiểu nhân, có thể khiến bạn bị lừa gạt, lợi dụng mà mất tiền oan. Nhìn chung trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, thu nhập chủ yếu dựa vào chính tài, tức công việc chính. Còn thứ tài khá ảm đạm, không có nhiều cơ hội kiếm tiền. Bởi thế, những chú rắn nên tập trung vào công việc hiện tại. Đừng mơ mộng hay ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng khác, nó chỉ khiến bạn mất thời gian và công sức, chứ thành quả thu về không xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Các khoản chi tiêu trong tháng vẫn gia tăng, nếu không có kế hoạch tài chính cụ thể tránh hao tài, bạn cần học cách chi tiêu khoa học hơn. Có như vậy mới mong tích lũy khoản dư thừa, dùng cho tương lai lâu dài, để cải thiện tài vận của mình. Tuổi Ất Tỵ trong tháng 1 âm lịch này, có thể áp dụng phong thủy phi tinh, bát bạch chủ tài lộc ngụ tại cung Đông Bắc. Bạn có thể đặt bể cá phong thủy tại vị trí này có tác dụng thúc tài rất tốt. Xét phương diện tình duyên, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 tháng 1 âm lịch. Rất may là sau những tin buồn trong công việc và tài lộc, thì người tuổi Ất Tỵ vẫn đón nhận tin tích cực trên phương diện tình cảm của mình. Tháng này nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, mang tới hỉ khí cho tình yêu đôi lứa. Nam nữ độc thân có nhiều cơ hội làm quen, kết thân với đối tượng khác giới, có người lại được người thân. Bạn bè tích cực mai mối, giới thiệu cho người phù hợp, hãy gác lại những điều cũ kỹ trong quá khứ để sống cho hiện tại và hướng tới hạnh phúc trong tương lai. Điều bạn cần làm lúc này là hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp sắp xảy ra, đừng khép chặt trái tim mãi như thế. Với người đã có gia đình, bản mệnh có chỗ dựa tinh thần vững vàng, gia đình yên ổn khi các mối quan hệ hài hòa, giữa cha mẹ với con cái có được tiếng nói chung, gia đạo trong ấm ngoài êm, hầu như không có trở ngại nào quá lớn, nhờ vậy, bạn có thể yên tâm tập trung phấn đấu cho sự nghiệp, công cuộc kiếm tiền làm giàu. Xem phi tinh tháng, sao nhất bạch chủ đào hoa, nhân duyên nhập cung chính Bắc, đây là phương vị vượng đào hoa trong tháng, bạn nên thường xuyên đặt hoa tươi tại đây để tăng cường cát khí, thúc đẩy nhân duyên tốt lành, từ đó, người độc thân sớm tìm được ý chung nhân, các cặp đôi giữ được mối quan hệ khăng khít. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tuổi Ất Tỵ nhận thấy phương diện sức khỏe của bản mệnh bình ổn, không có điều gì đáng lo ngại. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến. Tuy nhiên, thời gian này hội hòe đình đám nhiều, tiệc tùng liên miên, ăn uống vô độ khiến cơ thể dễ bị tăng cân, mệt mỏi, lại thêm kỳ nghỉ lễ khá dài cơ thể đang ở trạng thái lười vận động hơn trước. Bạn nên lấy lại nhịp độ rèn luyện bình thường, điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng, thời gian ngủ nghỉ, tránh để lệch đồng hồ sinh học. Khi đó các triệu chứng khó chịu sẽ sớm bị đẩy lùi. Trong tháng đầu xuân năm mới, những chú rắn cũng nên chú ý dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe luôn được đảm bảo trong trạng thái ổn định. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Ất Tỵ.
sinh năm 1965. Xem tử vi tuần 1, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình tuần mới của người tuổi Ất Tỵ hung cát đan xen, có thăng có trầm, nhưng vẫn ở mức độ vừa phải, không phải lo lắng quá nhiều, cứ hồn nhiên thì cuộc sống sẽ bình yên. Công việc diễn tiến khá trôi chảy, càng về cuối tuần càng thuận lợi. Những ai vừa mới đi làm có cơ hội được cấp trên giao phó nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao và khả năng ứng biến linh hoạt, hãy cứ nỗ lực hết mình, trong khả năng cho phép, rồi bạn sẽ sớm được mọi người ghi nhận. Tình cảm lứa đôi lý tưởng, cuộc sống gia đình hài hòa hạnh phúc, các mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, cha mẹ và con cái được cải thiện rõ rệt. Mấu chốt vấn đề nằm ở cách hành xử của bạn. Nếu tiết chế cảm xúc tốt, khiêm nhường và biết bao dung, bạn luôn được mọi người yêu mến và chào đón. Vận đào hoa của người độc thân đang tăng, cơ hội để thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt càng nhiều. Trong tuần bạn nên chủ động tích cực tham gia các hoạt động tập thể, tự tạo dựng các mối quan hệ bền chặt, mở rộng mạng lưới bạn bè, chẳng mấy chốc sẽ tìm được người ưng ý. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch. Tuổi Ất Tỵ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối diện với những thử thách khó khăn trong tuần này, dù mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng nếu hành động chủ quan, hậu quả càng nghiêm trọng. Công việc trục trặc xảy ra nhiều sự cố, nguyên nhân chính lại là do tâm lý nóng vội của bạn. Xử lý tình huống càng vội vàng, càng dễ mắc sai lầm, họa vô đơn chí, gây tổn thất cả về tiền của và tinh thần. Tuần này, đại hao hung tinh rình rập, báo hiệu nguy cơ mất tiền, sụt giảm tài chính. Ngay từ đầu tuần, bạn cần lên kế hoạch chu đáo về các khoản chi tiêu, tránh tình trạng thâm hụt rồi lấy chỗ này đập sang chỗ khác, xoay vòng một hồi chóng mặt rồi vẫn phải đi vay mượn. Người làm chủ doanh nghiệp, hành nghề tự do có một tuần làm việc tất bật, áp lực, hàng hóa sản xuất ra nhiều, nhưng khâu tiêu thụ lại gặp trở ngại, cung vượt quá cầu gây ra tình trạng ế ẩm. Hàng loạt mâu thuẫn do bất đồng về quan điểm sống, thói quen sinh hoạt hoặc do những lời thị phi bên ngoài, khiến tình cảm các cặp đôi rạn nứt trong một thời gian ngắn, khó mà giải quyết triệt để được, phải kiên trì chứ đừng nóng vội nhé. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch. Vận trình tuần mới của người tuổi Ất Tỵ khá lý tưởng, dù là phương diện công việc hay chuyện tình cảm, đều gặt hái được những thành quả nhất định, cái chính là bạn đã tìm ra định hướng tương lai. Mọi thứ rõ ràng chứ không còn mông lung như trước, công việc thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, những khó khăn hay vấn đề khúc mắc trong công việc sẽ được xử lý triệt để. Tư duy sáng tạo, trí tuệ thông thái của bạn được phát huy tối đa, dù cấp trên có đưa ra yêu cầu cao tới đâu, bạn cũng vẫn hoàn thành xuất sắc. Với những ai đang có ý định nhảy việc, bạn nên tận dụng tốt các mối quan hệ xã giao để tìm được công việc ưng ý, thời điểm này bạn tha hồ mà lựa chọn. Người kinh doanh, buôn bán, cần thận trọng khi tiếp xúc với đối tác, tránh tình trạng bằng mặt không bằng lòng, kết quả cuối cùng khiến cả hai đều phải chịu tổn thất. Nhân duyên của người độc thân vượng, không khó để tìm cho mình đối tượng ưng ý, tiến trình phát triển tình cảm nhanh chóng mặt, khiến bạn cũng cảm thấy bất ngờ. Xem tử vi tuần 4 tháng 1 âm lịch. Xem tử vi hàng tuần, tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Ất Tỵ có một tuần làm việc tất bật, nhiều dự định, kế hoạch để nâng cao phát triển bản thân, cũng như những sở thích đam mê. Đây là lúc bạn dành thời gian để xem xét lại những gì đã qua và hoạch định kế hoạch cho tương lai. Không có gì là quá sớm hay quá muộn, có chiến lược phát triển cụ thể bạn càng dễ dàng tiến tới thành công. Tuần này khối lượng công việc nhiều, kèm theo đó là áp lực và những thách thức trong mọi hoàn cảnh. Chỉ cần tuổi Ất Tỵ giữ được bình tĩnh là có thể sáng suốt đưa ra những giải pháp khắc phục hợp lý. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, dù có quyền phán xét đi nữa, bản mệnh cũng không nên dùng những lời nói nhạy cảm để chỉ trích người khác. Dẫu người ấy có phạm sai lầm lớn tới đâu, nếu muốn cuộc sống bình yên hơn, tuổi Tỵ nên học cách bao dung và bỏ ngoài tai chuyện thị phi. Vận trình tình cảm của bản mệnh không lý tưởng, vận đào hoa tuy có tăng, nhưng là đào hoa dữ, nó khiến bạn vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Dù bản thân không hề muốn điều đó xảy ra, nhưng cứ bị cuốn theo, dần ra không thoát ra nổi, những tiếng cười rộn ràng trong gia đình bạn dần nhạt nhòa, thay vào đó là không khí ngột ngạt, bí bách, không ai muốn chia sẻ trò chuyện với nhau. Sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình đã rời rạc lắm rồi, đến lúc bạn phải làm điều gì đó để thay đổi cục diện này. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học.
ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày Tốc Hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày Tốc Hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đảo mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, sinh lão bệnh tử là quy luật không thể tránh khỏi trong cuộc đời mỗi người. Câu chuyện về hạt cải và lời Phật dạy về sống chết dưới đây sẽ khiến bạn cảm thấy an yên mỗi khi nghĩ về điều này. Câu chuyện về hạt cải, xưa kia, ở thành Xá Vệ, có một cô gái tên là Kisa nghèo khổ và bất hạnh. Cô cũng có chồng như bao người phụ nữ khác, nhưng luôn bị nhà chồng khinh rẻ. Ngược đãi, khi đứa con trai đầu lòng ra đời, cô được quý mến và đối xử tốt hơn, nhưng dường như may mắn không mỉm cười. Khi chỉ một thời gian sau đó đứa con trai bé bỏng của cô đã ra đi mãi mãi vì bạo bệnh, con gì đau đớn hơn khi chứng kiến đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra chết ngay trên tay. Dù đau khổ đến tột cùng, cô vẫn hy vọng sẽ có người cứu được đứa con của mình sống lại, nên ôm xác con đi tìm thầy cứu chữa. Nhìn cảnh mẹ con ôm nhau, lê từng bước chân trên đường, ai cũng ngậm ngùi xót xa, bởi việc cứu sống đứa trẻ là điều không thể mà người con gái ấy vẫn nuôi hy vọng. Do đó, nhiều người tin vào thế giới tâm linh đã hướng dẫn cô đến gặp Như Lai Thế Tôn, mong nhờ Đức Phật tế độ, biết được hoàn cảnh đáng thương của cô gái. Đức Phật liền hứa sẽ giúp, nhưng cô phải đến nhà nào chưa từng có người chết xin về vài hạt cải, ngài mới có thể cứu sống đứa bé cho cô. Với một niềm tin mãnh liệt con mình sẽ được cứu sống nếu có được vài hạt cải trong một gia đình không có người chết, cô liền phấn khởi ra đi. Lòng tràn đầy hy vọng, nhưng chớ trêu thay, hạt cải thì nhà nào cũng có, nhưng tìm nó trong một gia đình không có người chết thì quả thật là không thể được. Bởi vì nhà nào cũng có người chết, cô đi khắp hang cùng hốc hẻm, cũng không tìm ra một gia đình nào không có người chết như yêu cầu của Đức Như Lai. Quá thất vọng và mệt mỏi, cô ngã quỵ bên lề đường, ánh mắt không thôi hướng về đứa con bé bỏng. Dù xác đứa bé đã cứng đờ, trong sự đau khổ tột cùng, cô đã nhận ra ai rồi cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đau thương mất mát là một sự thật của kiếp người, yêu thương mà phải xa lìa đó là một nỗi khổ, niềm đau, có hợp phải có tan. Đó là định luật nhân duyên quả của cuộc đời. Từ đó, cô không tìm hạt cải nữa, mà đem xác con mình vào rừng và thanh thản trở về bạch Phật và xin được xuất gia tu hành. Quý vị thân mến, qua câu chuyện xúc động về tình mẫu tử ở trên, hãy cùng lắng nghe lời Phật dạy về sống chết để hiểu hơn về quy luật cuộc sống trên thế gian này.
sinh tự Hà Lai, tử Tùng Hà Khứ, sinh từ đâu đến, chết theo đâu về, đó chính là câu hỏi đã làm cho con người băn khoăn từ muôn thuở. Trước nỗi sợ chết, có những người hối hả lao vào hưởng thụ, sợ không còn kịp trước hạn cuộc ngắn ngủi. Một số người khác, trái lại ra sức bám víu, tích góp của cải tiền bạc, chạy đua theo danh vọng, quyền lực, đến quên ăn bỏ ngủ. Quên cái chết đang rình rập với ảo tưởng cho rằng nếu có được danh vọng quyền lực hay của cải thì có thể có khả năng che chắn để cái chết đừng đến. Thực tế chứng tỏ mọi thứ trên cõi đời này đều là vô thường, giả tạo, khổ đau luôn bám víu thân phận con người, khổ đau về vật chất như thiếu cơm ăn, áo mặc, rồi đến cái khổ vì già bệnh chết. Nên ngày xưa người ta hay cố gắng luyện thuật trường sinh bất tử để sống đời, nhưng có ai không chết bao giờ đâu. Theo lời Phật dạy, trên đời này có sinh là có tử, yêu thương xa lìa khổ, không có cái gì là cố định cả, tùy theo nhân duyên, tùy theo điều kiện mà nó đổi thay sớm hay muộn mà thôi. Sống chết là một quá trình tương tục không có khởi đầu và không kết thúc, trừ khi các bậc giác ngộ có khả năng đoạn trừ vòng sinh tử luân hồi, cái chết đặt mầm mống cho cái sống, đem lại cho cõi đời muôn vàn hương sắc. Đồng thời, cái chết giúp con người nhận thức sự phù du của cõi thế, sự mong manh của kiếp người, tính hư ảo của danh lợi. Cái chết còn cho phép ta nhận ra vẻ bi tráng của trần gian, sự mầu nhiệm của cuộc sống. Khi chúng ta bước lên giường ngủ, chúng ta không thể bảo đảm ngày mai mình còn sống hay không. Do đó, mỗi sớm mai khi mở mắt thức dậy, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối trong cuộc đời mình, sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không phải hối hận vì bất cứ điều gì. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.